chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo chiếc loa Bluetooth. Đây là hai chiếc loa 3W 4 ohm mọi người đặt trên Shopee, giá 25.000 một chiếc. Mình mua hẳn 2 chiếc luôn. Mạch giải mã Bluetooth 4.2, giá 85.000 một chiếc. Mạch khuếch đại Hi-Fi, giá 8.000 một chiếc. Chúng ta bắt đầu làm. Thank you.
Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh. Nếu các bạn có những ý tưởng nào hay cho bộ logo của lúc này, hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại.